Rồi mọi người ơi, đây cuối giờ nha mọi người. Đó, dạ Hân rất là dễ thương mọi người. Hôm nay là cuối giờ của xe cá viên chiên em nha. Hồi chiều thì anh Hân đã lại phỏng vấn rồi đó. Thì em còn mong là hôm nay thứ hai đầu tuần á, hôm nay cũng là ngày mùng 1 á, em còn mong thứ hai đầu tuần là bán được nha. Ai nhà bán được nha, bán thành công nha mọi người. Thì em cảm ơn tất cả mọi người ở trên mạng đó đã coi clip của chị Thu Phương. Thương chị Thu Phương ở đây ăn nha mọi người. Thì hôm nay xe cá viên chiên nói chung là không có giống như hôm qua vỡ trận, nhưng mà bán gì là cũng lai gai rồi. Thì tụi em chỉ còn có mấy phần nữa thôi, là còn có khoảng chừng 600-700 nữa là tụi em sẽ nghỉ bán cá viên chiên về nha mọi người. Là tụi em sẽ ra một quán cà phê gầu góc nhỏ để tụi em tám chuyện đời kia nọ nha mọi người. Hôm nay không chạy gấp à? Hôm nay em không dám chạy. Sao vậy? Mệt, có tự nhiên mệt. Em định bữa nay chạy rồi. Bye bye nha chị. Đó, em bye bye cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem. Ủa sao đặt cô bé lò lem à? Chị đứng ngay cái bếp rồi. Chị cô bé lò lem cho vui á. Mà thật chất ra chị cũng vui nha mọi người. Đó. Thì nãy giờ cái chuyện ta... Thôi hỏi đừng nhắc nữa em vui. Nhắc hoài mất công. Thì hôm nay là bán rất là... Đâu anh Khoa cũng không có nhắc em. Nhưng mà anh Khoa nói cầu chúc cho em hạnh phúc vậy thôi à. Luôn luôn ao ước em hạnh phúc rồi. Chứ cái tình cảm thì anh Khoa không có. Vậy đó. Đó em cũng cảm ơn nha. Em cảm ơn anh Khoa nhiều nha. Nói chung là em cảm ơn anh Khoa nhiều lắm. Nhưng mà chủ yếu là bữa nay mình cũng bán đi cho vui đi. Em cũng muốn là ngày nào tụi em cũng bán được giống như vậy đó. Em đi từ thứ hai tới thứ sáu bán tà đà, là thứ bảy chủ nhật mình hơi lên chút nha anh đó. Để cho có khách ra, cho nó vui, cho nó sôi động này kia kia nọ lên. Em muốn sôi động em phải nhảy hay em làm cái gì nó vui vui em vậy? Em nhát lắm anh ơi. Cái tánh em hồi xưa giờ em nói thiệt, cái tánh em rất là nhát. Nhát hơn hả BB Thu Phương luôn. Còn nói về BB Thu Phương là sôi động em nhiều. Chỉ là em mà ít, em ngại nói chuyện lắm. Nói nhiều cái em sợ bị này bị kia, bởi em ngại lắm. Tiếp xúc với người là anh Hân, bây giờ là anh Hân với em là hơi thân đúng không? Em mới nói nhiều chứ xưa anh nhớ anh qua quay không? Em không có ngại lên lắm, em nói thiệt. Em cũng cảm ơn anh Hân nhiều. Em sáng đó. Đèn, dễ thương, quay lên ai cũng khen em á. Có người nào chê đâu. Dạ em cảm ơn mọi người nhiều. Thì do cái cách mình nói chuyện thôi. Với là em để ý trước sau rồi có hai cái nữa là dễ quá dễ thương. Nói chung sống thì mình phải biết trước sau, cũng như biết chuyện này chuyện kia. Lấy 50 ngàn lộn xộn nè. Đây mọi người, cuối giờ mọi người. Hôm nay rất là nhiều hotger lại ủng hộ cho xe cá viên chiên luôn. Xe cá viên chiên hôm nay bỏ trận nha mọi người. Hotger ủng hộ cho xe cá viên chiên rất là nhiều. Quá, cái gì hết rồi nha mọi người. Khách ăn rồi, khách còn ăn thêm nữa, còn phía bên đây cũng ngồi nữa là mọi người. Rồi rất là đông luôn, mọi người vui vẻ trò chuyện. Giải chép ra đây giải trí mọi người. Khách ăn thêm nữa ha mọi người ha. Đó, giờ hơn ghẹo bàn này nè mọi người. Dạ Hưng à, em nói gì mà mấy bạn này cười quá trời em. Mấy bạn là dễ thương. Dễ thương mẹ hả? Dạ Hưng ơi. Alo alo. Nói gì ngồi bên bệnh với ai kìa. Ờ, nó ngồi vậy vậy với lại chill quá em. Mấy cô gái chill quá. Thì gái cái viên không ngồi ha. Ờ, đâu có thèm ngồi cái anh chiên nữa, nó ngồi với chill không à. Đó, anh thấy tánh kỳ không? Trời ơi, cô chừng đụng cái chú em ấy. Mừng quá rồi nha, chắc được rồi nè. Lấy Zalo rồi. Xin Zalo được rồi. Hay quá vậy trời. Anh xin không được. Trong khi đó cái Zalo em quen mười mấy năm chưa bao giờ hay xin. Chưa thấy một cái inbox riêng không? Chưa thấy một cái inbox riêng cho em luôn. Xui thôi, lúc đó xui thôi em. Bây giờ em phải làm gì cho toàn lấy Zalo em. Không mất giá dữ rồi vậy hả? Zalo là có rồi. Thôi má ơi, má này cũng kén chọn lắm. Kình anh em vĩnh cửu à, kình gì em vĩnh cửu. Người đẻ không được. Rồi hello ba kênh nha, kênh của anh Hưng Trần Loto CPT, kênh của anh Lâm A3 và kênh Vũ Thu Phương, với là kênh của anh Toàn Vlog nha. Thì hôm nay là thứ hai đầu tuần á, em vẫn buôn bán được đó nha mọi người. Ê BB máy gì vậy? BB máy gì vậy? Đó, cảm ơn mọi người. Ta có thích ai không là cái chuyện đó anh Khoa, nhưng mà trước mắt Gia Hưng
VV gửi lời hóm tự nhiên Gia Hân thôi. Gia Hân gửi lời chúc mừng VV. Hôm nay là tình cảm của anh Khoa đã dành cho VV rất là chân thật luôn. Đó luôn là đính chính đây rồi. Anh Khoa nói liền nè, nãy VV nghe là lớn thoáng là anh Khoa nói là bây giờ anh Khoa chỉ xem VV là bạn thôi. Thì anh Khoa vẫn là một anh rể trong mắt của VV. Cái đó như VV nói chứ mà anh Khoa nói. Không, cái đó chuyện cũ rồi, cái đó chuyện cũ. Không, là hoài là không có được. Ý là nãy nghe anh Khoa nói là bây giờ VV chỉ là một người xem VV chỉ là một người bạn thôi, một người anh em thôi. Mà tại sao hôm nay anh Khoa... em đúng rồi chị thì em chị thì em mày anh em chị em thì ai biết đâu cho đại đi. Và bây giờ anh Khoa nói là hôm nay anh Khoa rất là buồn VV tại vì VV không hỏi thăm anh Khoa là chứ anh Khoa bị như thế này thế nọ ABCD đồ hiểu không, mà VV đang bưng cái gì sao VV đại VV không hỏi thăm được. Cái vấn đề VV không, anh Khoa không môn VV nha mọi người nha, anh Khoa môn Gia Hân tại vì hả Gia Hân lạnh lùng với anh Khoa quá cho nên anh Khoa buồn. Anh Khoa hôm nay bị cái chân hơi bị xì quen chút thôi. Không, mình phải đứng chính lời cho mọi người biết là tại sao tự nhiên anh Khoa hỏi VV không quan tâm mà tự nhiên anh Khoa lại hỏi Gia Hân là cái gì. Tại vì anh Khoa thích VV thì anh Khoa phải nói cái câu má, đó má đừng có báo vào đây má. Trời ơi, vậy như là anh Khoa là vậy. Kìa làm gì kìa, kỳ cục vậy. Giống như là anh Khoa giống như là kiểu là dạng cắt heo vì là sau VV không quan tâm anh Khoa bị chân này kia nào nọ mọi người. Thì VV ngày mai bắt đầu VV phải quan tâm hơn đi. Ờ đúng rồi. Phải thể hiện cho sao biết là tại vì anh Khoa cũng có rất là nhiều người quan tâm rồi, đâu có cần VV quan tâm làm cái gì nữa. Làm gì quay phé xa ra đi má, đuôi cái gừng. Cái mặt, mặt vậy. Một đứa thì hói, một đứa thì lé, một khoái quay xét chờ đưa đúng kỳ. YouTube đôi lúc có cái ưu điểm đó là cái khuyết điểm đó là ưu điểm của mọi người á. Cốt chuyện của anh Khoa như thế nào Phương Quang? Trời má này cứ hỏi anh thăm anh Khoa rồi. Bây giờ em môn anh Khoa đúng không? Em môn anh Kỳ vậy anh nói ra nói vô của anh giống Hoàng rồi đó. Trời ơi xui. Không thấy VV sao em hỏi anh Khoa hoài vậy? Anh Khoa được có hợp á nha mọi người ở đây cũng không có hợp đâu mọi người ơi. Thật sự là chỉ là tình chị em nha mọi người ơi. Về làm con dâu tổng giám đốc nha mọi người. Chủ tịch tập đoàn mọi người. Trời ơi tình chị em. Lộ má làm hết thôi. Chỉ tình chị duyên em á. Chị em cây. Không mà nói chung thì anh Khoa nãy phải taxi về mọi người. Lúc sớm thì chị hát phải đi gáp sau rồi Khoa hát phải đi taxi về. Bây giờ mà anh Khoa đi taxi về mai mốt là chị anh Khoa là anh Khoa sẽ lái nguyên một chiếc Mercedes lại cướp mới về luôn. Thiệt. Không có đi taxi. Cái đó đâu xa. Cái đó bị không cần ngày mai, không cần ngày mai là có hoa hồng nữa đó. Đó đúng rồi. Cho VV đó. Hên xui nha, cái đó là hên xui nha. Nhưng mà em nghĩ là có thiệt đi. Ở ngày mai có là chấn động luôn đó nha. Em là nổi tiếng luôn á, như cồn luôn á. Mà em không hiểu là sao mọi người ở đây cũng kỳ thị em lắm, như là cũng không có kỳ thị, nói kỳ thị là ấy. Giống như là vậy, giống như là cũng cổ vũ cho em, giống như là Diệu Gia Hân ngày mai. Ý là ủng hộ cho VV chứ không phải là kỳ thị. Trời ơi, ta ủng hộ là ta mừng cho bà tới một tấm chồng hôm qua bà phỏng vấn bên đại của anh Hân là bà muốn kiếm chồng, bây giờ bà có chồng thì ước mơ sự thật. Người ta ủng hộ gì ông mới nói hôm nay là ngày mai là có niềm vui tới liền. Do Hân muốn biết mấy lâu còn vlog mà không được đúng không? Đó trời ơi trời. Vậy là Gia Hân chịu toàn vlog đi. Ha. À bởi sao không không gọi chiều nghe anh Khoa nói là hả anh Khoa coi VV chỉ là em gái thôi nha mọi người nha, em gái mưa thôi chứ không em gái mưa vâng với VV gì hết. Thật sự là yêu Gia Hân, với Gia Hân lạnh lùng quá. Với lại VV có cái gì mà cứ lôi Gia Hân vô hoài vậy sao nhắc tao đau giờ nó ngắt VV. Giờ nó ngắt VV kìa mọi người. Có khi nào em gái là thành người yêu thiệt không? Đó. Đó. Thì nói gà nói vô quá anh. Thôi mưa. Thì anh nói chung mày anh Hân chỉ xem VV là anh em gái mưa thôi. Cái lộn anh Khoa. Em mới nuôi. Ờ đúng rồi. Nuôi xong uống thịt không? Cái gì? Không thì VV da lắm ăn không được đâu mọi người ơi. VV thịt VV là như vậy kiểu là thịt cuối là ăn mới được mọi người nha. Ăn thịt Gia Hân ngon hơn là mọi người đó. Đó nãy giờ làm gì làm? Ê nhột vi đó chưa. Ơi thấy rồi nha, thấy gì rồi nha. Gia Hân đồng, Gia Hân nói chung là chinh tiết ngôn hạnh nha mọi người nha, còn xin đàng hoàng luôn. Nào buồn em chị? Có nghĩ những lời nói của anh Khoa như thế nào không sau khi mà chị em có nghe lắm tháng trong video của anh Khoa nói là VV có một nụ cười rất là dễ thương à, VV cái gì à, biết quan tâm tới người khác thì nói chung thì ai cũng quan tâm hết tất cả mọi người luôn chứ không phải riêng một mình anh Khoa nữa. VV cũng lúc nào cũng chia sẻ chan sẻ tình yêu của VV cho mọi người hết trơn nha mọi người nha, cho nên nó chồng của Gia Hân vẫn phải là chồng của Gia Hân mọi người nha. Là anh rể của VV đúng không? Đúng rồi, anh rể tương lai của VV nha, cũng là anh rể của Phú Cương nữa cho mọi người nha. Cái chi tiết biết chuyện này chưa ta? Sao mà cái lúc mà anh Khoa tặng bông hồng cho Gia Hân đó thì em nói là ước gì có người tặng em, thì bây giờ anh Khoa tặng em rồi đó. Thì cái đó là em ước là dạng người có bên chồng em mới tặng cho em thôi nha mọi người nha. Đó lúc anh Khoa tặng Vi á, coi như là anh Khoa tặng Vi rồi. Bên này Gia Hân dèo dèo khách nè, một bé gái nó dễ thương nha mọi người, nó ủng hộ chụp cho em nha. Bé gái nha, dễ thương, cảm ơn em nha. Chia cho anh đi, chia cho anh đi. Chia cái gì hả?
Không, chi tiền á. Chi tiền nè, anh lấy hết luôn đi. Thôi em nói giỡn thôi. Cảm ơn bé lắm nha, rồi ủng hộ. Ủng hộ tinh thần. Ly nước nha mọi người. Bé dễ thương lắm, nãy giờ cười hoài. Nói chung em không biết nói gì hết. Thì mọi người cứ ra ăn cái viên chiên của một tụi em. Có phở, gà, có anh bé Đạt, với lại có nước đó. Thì bây giờ cái chuyện tình đó là cái chuyện tình bữa nay là ngày mấy? 30 tháng 5 cuối tháng 5 nha mọi người. Cuối tháng 5 thì chuyện tình của Lan và Điệp của em với lại cái anh Khoa. Anh Khoa đã hết rồi. Cho hỏi một câu này, mai mọi người tặng quà với Vy và mai là ngủ tới thiếu nhi á. Trời ơi, mai ba mươi mốt à. Trời ơi, tranh thủ ghê. Đó thì bây giờ cái chuyện tình đó đã khép lại rồi nha. Em mong mọi người đừng có nhắc nữa. Bây giờ cái chuyện tình tiếp theo là của Vy với anh đó nha. Ủa sao điện báo tao vậy? Nè anh đó mời, ngày mai mời Vy Vy là đến nhà nhà của anh ấy dùng một bữa cơm chay. Thì không biết là Vivi có đi với tụi anh hay không? Nếu mà đi với tụi anh thì em sẽ kêu Gia Hân đi theo luôn. Trời ơi, cái máy bay. Đâu, mời em không à. Mời có một mình Vivi, Vivi đi. Mời em thôi, còn Gia Hân là giờ vô ăn bên rồi. Đúng rồi. Rồi Vivi trả lời là ngày mai tụi anh sẽ... Ngày mai là mời tụi anh với mời Vivi là đi ăn ăn chay. Đó là tại nhà của anh luôn. Không mà anh Thái nói thiệt, anh Thái nói là có mai đi đi. Cùng gia đình ảnh, cùng gia đình luôn á. Ừ, nhớ ăn hấu. Cùng ba má chồng. Cùng ba má chồng đó. Trời ơi, tự nhiên cười người ta nói thiệt, trả lời thiệt chứ má. Vy Vy ơi, cái cánh cửa này mà đóng lại thì cánh cửa kia phải mở ra. Đúng rồi. Em là hơi lắm, em may mắn lắm ha. Hồi nãy Vy Vy trả lời nhiều, tự nhiên nghe nói thì sướng rồi. Vy Vy hãy lên đây đứng nè, Vy Vy phải mạnh dạn lên. Mạnh dạn lên, anh Khoa có xem đó nha. Bây giờ có đi hay không đi, mày nói cho anh Khoa biết. Nếu mà em rảnh thì em sẽ đi, còn em không rảnh thì em mắc cái gì. Ủa ngày mai mà bà xin nghỉ ngày mà. Ừ. Mày đi với anh Khoa đi cho chấn động đi em. Mày đi với chấn động đi. Đây mà. Cảm ơn mày. Rồi rồi. Sẵn sẵn mày đi chung với tụi anh nãy giờ. Kiều. Chưa đâu giờ. Kiều ơi. Chưa đâu giờ em đi quay rồi mọi người ơi. Vy Vy từ chối không đi mọi người. Trời ơi, Vy Vy không đi buồn ghê. Anh Thái xích qua cái anh Thái. Cái mặt đại diện sớm họ được chưa? Trời ơi, cuối cùng là bây giờ sao? Mai cho Hân có đi không vậy? Trời sao ta kêu VV cái bữa nói bán đi mình bán rồi nó bán nha mọi người nha. Thì cho mai cho VV 8 giờ ra luôn. Mai đi đi. Mai đi chung với tụi anh nè. Có anh Thái đồ sợ giờ. Ồ không có ai hiếp em thôi. Đó là vấn đề sợ hiếp, hiếp em còn mừng nữa thì mai chưa không ai mai hiếp em luôn. Cũng chết nha. Như là kiểu vậy mà em phải bán phụ Gia Hân nữa, hai chị em mới nương tựa. Đã nói Gia Hân đó là gánh cho em rồi. Ê, em được đó, ngày nó vô đó. 8 giờ mới ra, cho em ra mới được. Cho em chơi xả lán, cho Vy chơi xả lán luôn á. Ủa mà ảnh mời thiệt đó hả? Thiệt hả? Ngã đầu lắm. Anh không lẽ đi nó giỡn cho em. Bên 10 nè, gần đây à. Là em đi là kiểu vậy, như là em là người đại diện cho bên cái duyên chi của em. Không có đại diện luôn. Không, giống bạn bè đi á. Bạn bè thôi. Đi ra mắt gì đó, đi ra chơi gặp gỡ. Phải là bồ ảnh đâu. Gặp gỡ gia đình gì đó. Còn đi tới đó thì tình tiết nha. Khách vô, tối diễn vô hả? Đây còn lai rai nha mọi người. Hello mọi người. Đúng rồi, July nha mọi người nha. Và sắp là BB sẽ bắt đầu từ ngày hôm mai, BB sẽ mở cửa ra đợi những món quà của Thế Hiếu Nhi tặng cho BB nha mọi người nha. I love you sugar more. Chào mọi người, vui vẻ hơn đúng không ạ? Thì kết thúc clip ở đây, em xin chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha. Và nhớ đăng ký kênh của anh Thái Sức Sống Mới, anh Hưng Trần Loto GPT và anh gì nữa nè. Đêm Chăng Sáng nha mọi người, với lời anh toàn vlog anh Lâm Ava với lời Phu Phu Gái Duy Chi nha mọi người. Mọi người chia sẻ dùm được like và chia sẻ cho mấy ảnh để mấy ảnh có động lực làm clip nha. Bye bye. Khách về nè mọi người. Đó là đồng hogger lại ủng hộ cá Duy Chi nha nhau. Cái chiều thu vườn này rất là vui, đông vui. Giờ khách chuẩn bị về cuối giờ thì cũng có khách lai ra để ủng hộ mọi người. Cái chiều này vợ chồng ở bên kia cũng ngồi có bàn, khách gọi xe ráp về mà. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.